Ngọc Thật và Hải Đăng kính chào quý khán giả đang đến với bản tin buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý khán giả, hiện nay đề án vị trí việc làm của tỉnh Tây Ninh và luật giáo dục có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Quy định giáo viên bậc tiểu học, trung học cơ sở trở lên phải đạt chuẩn trình độ đại học sư phạm. Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh và các trường cao đẳng sư phạm trong toàn quốc đang đứng trước một cuộc khủng hoảng trong tương lai gần là không còn nguồn tuyển sinh vào học hệ cao đẳng nữa. Nhà trường đã có những chuẩn bị như thế nào trước sự thay đổi này? Chúng tôi sẽ có thông tin trong vài phút tới. Còn bây giờ là những thông tin đáng chú ý trong bản tin thời sự trưa hôm nay. Nghị định 98 năm 2020 sẽ có hiệu lực từ 15 tháng 10. Nâng cao thu nhập cho thành viên hợp tác xã. Nhiều tiểu thương tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trường cao đẳng sư phạm trước tương lai không còn nguồn tuyển sinh. Kết nối nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh. Thưa quý vị, Nghị định 98 năm 2020 của Chính phủ sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 sắp tới. Theo Điều 15 Nghị định này, hành vi kinh doanh hàng nhập lậu sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền dựa trên giá trị của hàng hóa nhập lậu. Theo đó, mức phạt tiền đối với hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, mức phạt thấp nhất là từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, áp dụng với giá trị hàng hóa dưới 3 triệu đồng. Đối với hàng hóa có giá trị trên 100 triệu đồng, phạt từ 40 đến 50 triệu đồng. Nếu hàng nhập lậu thuộc danh mục cấm nhập khẩu hoặc tạm ngừng nhập khẩu là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm, thuốc phòng bệnh và thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, phạt tiền gấp 2 lần mức nêu trên, tương đương tối đa 100 triệu đồng. Đáng chú ý, mức phạt tiền nêu trên áp dụng với cá nhân, mức phạt với tổ chức vi phạm gấp đôi mức phạt với cá nhân, tương đương 200 triệu đồng. Vì thế, đối với hành vi kinh doanh hàng xách tay như mỹ phẩm, thuốc, không có hóa đơn chứng từ, không làm thủ tục hải quan, hàng nhập lậu, có giá trị trên 100 triệu đồng, thì mức phạt với tổ chức vi phạm lên đến 200 triệu đồng. Thưa quý vị, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện có 89 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động. Sau khi chuyển đổi theo luật hợp tác xã năm 2012, các hợp tác xã đã phát triển đa dạng về hình thức và quy mô, từng bước khẳng định là hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân và thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. Hiện nay, các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 980 lao động. Thu nhập bình quân của lao động trong hợp tác xã đạt khoảng 60 triệu đồng trên người trên năm. Các hợp tác xã nông nghiệp chủ yếu thực hiện cung ứng dịch vụ cho thành viên, liên kết nông dân để tạo vùng sản xuất ổn định và mở rộng thị trường hàng hóa của các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thì một số hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay còn có quy mô nhỏ, sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường về chủng loại, số lượng và chưa thu hút nhiều tập đoàn doanh nghiệp liên kết. Khả năng đàm phán thị trường kém, số hợp tác xã sản xuất theo tiêu chuẩn và chứng nhận Việt Gáp còn ít, thiếu các loại máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh và thực hiện các hoạt động dịch vụ. Nguồn vốn lưu động ít nên nhiều hợp tác xã có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh lại không có tài sản chung để thế chấp và chưa xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh một cách cụ thể khả thi. Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2020, hiện nay Bảo hiểm xã hội huyện Gò Dầu cùng với ngành bưu điện đã hướng tới các đối tượng tham gia là tiểu thương buôn bán tại các chợ trên địa bàn huyện. Từ đầu năm 2020 đến nay, Bảo hiểm xã hội huyện Gò Dầu đã phối hợp với ngành bưu điện tổ chức nhiều đợt ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện cùng với ngành bưu điện đã tiếp cận vận động lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể và ban quản lý các chợ cùng tham gia truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhất là đến từng hộ kinh doanh trong chợ tiếp cận giải thích để người dân hiểu được những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhờ thế, tỷ lệ tiểu thương tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện ngày một tăng. Ông Lê Thanh Phong, giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Gò Dầu cho biết, cách đây khoảng 5 năm, hầu như chưa triển khai hình thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Từ năm 2017, Bảo hiểm xã hội huyện Gò Dầu bắt đầu đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Khi đó chỉ có khoảng 100 người tham gia. Tuy nhiên, qua công tác truyền thông, người dân dần hiểu được đây là một chính sách an sinh xã hội rất nhân văn của Đảng, Nhà nước. Do đó, đến hết tháng 9 năm 2020, toàn huyện đã có 337 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và dự báo đến hết năm 2020, số lượng sẽ tiếp tục tăng.
Quý vị, hiện nay đề án vị trí việc làm của tỉnh Tây Ninh và luật giáo dục có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đã quy định là giáo viên bậc tiểu học và trung học cơ sở trở lên phải đạt chuẩn trình độ đại học sư phạm. Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh và các trường cao đẳng sư phạm trong toàn quốc đang đứng trước một cuộc khủng hoảng trong tương lai gần là không còn nguồn tuyển sinh vào học hệ cao đẳng nữa. Nhà trường đã có những chuẩn bị như thế nào trước sự thay đổi này? Mời quý khán giả cùng theo dõi phóng sự sau đây. Năm nay, Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh chỉ tuyển sinh ngành học mầm non. Các lớp giáo dục tiểu học và trung học cơ sở của các năm học trước vẫn đang học tập bình thường. Nhưng kể từ năm nay, nhà trường không tuyển sinh nữa. Luật giáo dục có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 quy định giáo viên bậc học tiểu học, trung học cơ sở trở lên phải đạt chuẩn trình độ đại học. Đề án vị trí việc làm của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng quy định giáo viên bậc học tiểu học trở lên phải có trình độ đại học chuyên ngành sư phạm. Do đó, trong khoảng 3 năm tới, Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh sẽ không còn nguồn để tuyển sinh các ngành sư phạm hệ cao đẳng, trừ ngành giáo dục mầm non. Nhà trường đã và đang mở rộng các ngành ngoài sư phạm như khoa học thư viện, tiếng Anh, công nghệ thông tin, quản trị văn phòng. Tuy nhiên, nguồn tuyển sinh cho khối đào tạo này cũng gặp rất nhiều khó khăn bởi nhiều lý do. Nếu mà thực hiện theo cái luật giáo dục này thì coi như đến khoảng 5 năm nữa là coi như cái trường cao đẳng coi như tự chết. Nói chung là cái nguồn tuyển là nó hạn chế. Riêng cái năm 2020 này á thì cái trường chỉ tuyển sinh cái ngành mầm non, rồi còn phương án thứ hai á là phương án mà theo cái hệ thống á, thì chưa. Qua tới đầu tháng 10 này là bắt đầu mới thực hiện theo cái tuyển theo hệ thống. Mà tuyển theo hệ thống thì nó là cái này cũng khó cái chỗ là thành trên hệ thống cả nước. Cho nên mình phải lọc rồi tự mình xác định cái chỉ tiêu của mình, cái mức tuyển của mình nó như thế nào. Khó đó, tại nó có rơi vào trường hợp bị ảo. Không còn nguồn để tuyển các ngành sư phạm tiểu học, trung học cơ sở, ngay cả các nguồn tuyển sinh ngoài sư phạm như tiếng Anh, công nghệ thông tin, nhà trường cũng gặp khó khăn do Bộ Giáo dục Đào tạo quy định chất lượng đầu vào các trường sư phạm khá cao, thậm chí cao hơn một số trường đại học khác. Do đó, thí sinh sẽ tính toán để đăng ký vào các trường đại học để có lợi thế hơn. Ban giám hiệu nhà trường đã nhận ra những khó khăn mà nhà trường phải đối mặt từ khá lâu. Năm 2012, nhà trường đã làm đề án nâng cấp trường cao đẳng sư phạm Tây Ninh thành trường đại học. Tuy nhiên, thời điểm đó, Bộ Giáo dục Đào tạo thực hiện việc sắp xếp lại hệ thống các trường đại học sư phạm, nên đề án phải gác lại. Sau đó, nhà trường tiếp tục làm kế hoạch đào tạo liên thông đại học, nhưng chưa nhận được phản hồi ngành chức năng. Việc liên kết đào tạo đại học có lẽ là hướng đi khả quan nhất cho trường cao đẳng sư phạm Tây Ninh trong thời gian sắp tới. Tôi đã có cái hướng, một á là sẽ liên kết với một trường đại học để đào tạo giáo viên có một cái trình độ đại học ở tại trường. Cái thứ hai nữa đấy thì như nãy tôi có trao đổi là cái gì, đó là hướng tới đây theo cái chủ trương chung của bộ thì chúng ta sẽ trường sẽ làm việc và liên kết với một cái trường đại học để có khả năng sẽ trở thành một phân hiệu của trường đại học. Và cái này thì vừa rồi ấy, đối với nhà trường cùng với sở dục thì cũng đã có làm việc với trường đại học mở của thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã có cái đề xuất rồi, xin cái chủ trương với sở, cái trình ủy ban xin chủ trương đó, và đồng thời thì đại học mở cũng xin cái chủ trương đó với ủy ban. Việc không còn nguồn để tuyển sinh ngành sư phạm gây ra nhiều khó khăn, thậm chí khủng hoảng cho nhiều trường trong hệ thống các trường cao đẳng sư phạm hiện nay. Việc chuẩn bị cho hướng phát triển của trường trong giai đoạn mới cần phải được chuẩn bị ngay từ bây giờ. Nếu không, Tây Ninh sẽ tiếp tục lãng phí tài nguyên nguồn nhân lực cũng như hệ thống cơ sở vật chất hiện nay của trường cao đẳng sư phạm tỉnh. Thưa quý vị, nhằm tuyển chọn những công dân đảm bảo các tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe, trình độ văn hóa, phục vụ trong quân đội và công an nhân dân, chiều ngày 5 tháng 10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Tân Châu đã tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ năm 2021. Đến dự có Thượng tá Nguyễn Hồng Khanh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, bà Nguyễn Thị Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, tổng nguồn trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2021 trên địa bàn huyện là 6.115 công dân. Qua xét duyệt ở các xã, thị trấn,
có 2.399 công dân đủ điều kiện điều động sơ tuyển sức khỏe, còn lại đã được miễn hoãn làm nghĩa vụ quân sự. Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện và các xã thị trấn đã thống nhất 100% danh sách dự kiến điều sơ tuyển sức khỏe, cũng như các danh sách được miễn hoãn gọi nhập ngũ năm 2021. Trong thời gian tới, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Tân Châu sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan, tổ chức khám sức khỏe cho các công dân có đủ điều kiện khám sức khỏe làm nghĩa vụ quân sự năm 2021. Thưa quý vị, có hơn 15 năm công tác, 7 năm giữ chức vụ là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Hoa. Chị Bùi Kim Kiều, sinh năm 1967, luôn hết mình vì chị em, vì công tác hội phụ nữ địa phương. Để chăm lo thiết thực cho chị em hội viên, nhất là hội viên có đạo Cao Đài, chị phối hợp thành lập tổ phụ nữ tôn giáo, thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo từ năm 2016. Đến nay, tổ có 30 thành viên tham gia sinh hoạt, thường xuyên thăm hỏi tặng quà cho chị em phụ nữ nghèo, người nghèo trong phường. Ngoài ra, chị còn thành lập các mô hình tổ phụ nữ tôn giáo, chăm sóc phụ nữ khuyết tật neo đơn, tổ phụ nữ chăm sóc mẹ liệt sĩ, tổ phụ nữ chăm sóc trẻ em mồ côi, vận động thăm tặng hàng trăm phần quà vào các dịp lễ Tết hàng tháng, thường xuyên thăm hỏi dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc sinh thần cho các mẹ liệt sĩ. Bên cạnh đó, vận động các mạnh thường quân hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho chị em có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Thưa quý vị, nhằm giúp hội viên phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp, khởi sự phát triển kinh doanh, từ năm 2017 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh cùng các cấp hội tiến hành kết nối, vận động nguồn lực các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương. Theo đó, đã hỗ trợ vốn không lãi suất hoặc không hoàn vốn, phương tiện cũng như tạo điều kiện cho chị em tiếp cận nguồn tín dụng thông qua hoạt động phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Quỹ Tín dụng Nhân dân, giúp hội viên, phụ nữ thực hiện hóa ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự, phát triển kinh doanh. Hội cũng đã phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại công nghệ dịch vụ Hùng Duy xây dựng kế hoạch phối hợp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2021. Hàng tháng, công ty hỗ trợ một hội viên phụ nữ nghèo khó khăn có nhu cầu khởi sự phát triển kinh doanh, gồm phương tiện xe bánh mì trị giá 5 triệu đồng, vốn 3 triệu đồng và phần quà 500.000 đồng. Việc này được thực hiện từ tháng 7 năm 2018. Đến nay, đã trao phương tiện vốn cho 23 chị với tổng số tiền trên 195 triệu đồng. Ngoài ra, vận động câu lạc bộ nữ doanh nhân tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng giúp phụ nữ khởi nghiệp với số tiền 5 triệu đồng với một chị, thời gian 1 năm không lãi suất. Hàng tháng, mỗi chị gửi lại vốn 500.000 đồng để tiếp tục xét hỗ trợ cho chị khác. Đến nay đã hỗ trợ được cho 15 chị. Trong 9 tháng năm 2020, huyện Gò Dầu đã vận động quỹ vì người nghèo được số tiền gần 2 tỷ đồng, đạt gần 178% so với kế hoạch tỉnh giao. Toàn huyện đã xây tặng 28 căn nhà đại đoàn kết và sửa chữa 8 căn với tổng trị giá là trên 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện còn phối hợp với các ngành chức năng của huyện tiến hành rà soát lập danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo gửi về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh hỗ trợ về nhà ở cho 16 hộ trên địa bàn huyện. Riêng về chương trình Tết cho người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện đã vận động phát gần 6.300 phần quà trị giá hơn 2,8 tỷ đồng cho người nghèo và các em học sinh nghèo hiếu học. Thưa quý vị, chúng tôi xin cập nhật tình hình mới nhất về thông tin của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới tại Việt Nam và ở Tây Ninh. Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 lúc 11 giờ 20 phút ngày 6 tháng 10 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm 35.701.674 người, số ca tử vong 1.045.953 người, số ca chữa khỏi 26.870.533 người. Tại Việt Nam, số người nhiễm 1.097 người, số ca tử vong 35 người, số ca chữa khỏi 1.022 người. Còn tại Tây Ninh, số người nhiễm 7 người, số ca chữa khỏi 7 người. Thưa quý khán giả, tiếp tục bản tin thời sự.